Rồi, chào cô chú chị em mình nha. Đó là em Tân đây, quay dạy công TV cho anh em mình tham khảo nha. À, chúc anh em nào con Samsung 32 lên mạng wifi đầy đủ chức năng nè, có Bluetooth, giọng nói với 3,5 triệu ha. Con này em đang kết nối có loa kẹo kéo ha. Combo luôn 10 triệu anh em ơi. Loa kẹo kéo này 6,5 triệu, bao ship trong tỉnh nha anh em. Đó, loa kéo này mới gáp nha. Cấu hình thì anh em quan tâm liên hệ trực tiếp số điện thoại em 0346854213, địa chỉ ở gần cầu Cái Gà, xã Long Thới, huyện Gia Lộc, tỉnh Bến Tre để anh em tham khảo nha. Rồi, quay dài con TV siêu bự chà bá luôn anh em ơi, giá hợp lý lắm cho anh em mình tham khảo nha. Trước mắt anh em là con Samsung 49 inch màn hình zin đẹp cực kỳ luôn anh em ơi. 3,6 triệu ha. Samsung 49 inch màn hình zin đẹp cực kỳ luôn. 3,6 triệu. À. Em mới làm được cái kệ nè để TV cho nên nó hơi bự chút nha anh em. Bữa nay em mới làm kệ, mấy bữa nay cái kệ kia nhỏ để không được nhiều anh em ơi. Rồi. Rồi, tiếp là con Sony 50 inch, màn hình mới 100%. Nguyên bộ combo là máy móc, là màn hình LED rồi thân máy là mới hết nha anh em. Con này 5,900,000 bảo hành 6 tháng nha. LG 55 inch, màn hình zin đẹp cực kỳ, có giọng nói Bluetooth, lên mạng wifi nhanh mượt, giá 4,800,000 anh em ơi. Đó. LG 55 inch ha, siêu bự chà bá luôn nha. Samsung 40 inch 2,800,000, lên mạng wifi, màn hình zin đẹp cực kỳ anh em ơi. Rồi, con này Samsung 43 inch màn hình mới ha, 4K, wifi lên mạng và Bluetooth đầy đủ chức năng, giá 4,500,000. Rồi, tới Ý mà TV gì đâu tới 8D người ta nhảy ra ngoài luôn. Đây, bé này dễ thương lắm nha. Đó, anh em mua TV là em cho xin Zalo luôn, TikTok luôn nha. Rồi. Samsung 55 inch siêu bự chà bá luôn, lên mạng wifi đầy đủ chức năng, giá 2,8 triệu. Con này bị lỗi sọc mấy cái gân gân nhẹ nhẹ trên anh em. Hổm có mấy anh em hỏi nhưng mà có ông anh ông kêu để lại nhưng mà cuối cùng không lấy nha. Giờ em bán lại anh em nào chơi được chơi ha. Samsung lên mạng wifi 32 inch 2,200,000, bảo hành 1 tháng. TV em nhiều quá em quay sơ sơ qua anh em mình tham khảo ha. Anh em mà được mẫu nào thì liên hệ trực tiếp số điện thoại em, kết bạn Zalo tư vấn từng mẫu cho anh em mình tham khảo ha. Màn hình cũ màn hình mới có đủ ha. Dòng này là Sony nè, Sony 49 inch màn hình zin đẹp cực kỳ, bảo hành 1 tháng anh em ơi. Chạy hệ hình Android ha, lên mạng wifi nhanh mượt, có kết nối Bluetooth nè, giọng nói tìm kiếm ha. Chạy hệ hình Android dễ xài nha anh em, đầy đủ chức năng, mình sẽ tải nhiều ứng dụng ha. Camera rồi mình vẫn có phần mềm ta, camera là mình coi trực tiếp khỏi đầu thu luôn ha. Những cái Android là nó ăn như vậy nha anh em. Rồi, siêu phẩm 55 inch chà bá luôn em ơi. Đây, Samsung 55 inch chà bá luôn, lên mạng wifi có giọng nói tìm kiếm, kết nối Bluetooth ha, màn hình zin đẹp tràn viền siêu đẹp luôn ha. Con này giá 4,800,000 anh em ơi. 4,800,000. 55 inch siêu bự chà bá luôn, tràn viền luôn ha. Bảo hành của chú anh chị em 1 tháng nha. Đó. Giá 4,800,000 bảo hành 1 tháng, siêu bự chà bá luôn em ơi. 55 inch ha. Siêu bự luôn. Rồi. LG 55 inch màn hình mới Bluetooth, lên mạng wifi full chức năng, 7 triệu cho anh em. Đó, anh em mình chơi được con nào chơi ha. Rồi, có con siêu phẩm này anh em. Con này là phải nói là siêu phẩm nha anh em, có hàng hiếm nha. 50 inch Samsung. Bảo hành 6 tháng, do có giọng nói tìm kiếm kết nối Bluetooth, lên mạng wifi full chức năng. Cực kỳ mỏng luôn em ơi, nó mỏng cực kỳ mỏng luôn nha, nó mỏng chỉ bằng cái móng tay thôi ha. Mỏng cực kỳ mỏng luôn. Giá là 6,400,000 anh em ơi, 50 inch. Đây, cái chân đế cũng khác, ta này đời mới nha anh em. Đó. Anh em mà muốn chơi hàng VIP chất lượng thì mình chơi con này ha, Samsung 50 inch hàng VIP đẹp cực kỳ, 6,400,000. Rồi, 32 inch có giọng nói lên mạng wifi 2,600,000 anh em. 32 inch. Màn hình zin đẹp cực kỳ luôn ha, lên mạng wifi bảo hành 1 tháng, giá 2,600,000. Rồi. Điện thoại 500k. Điện thoại 500k một cái thì em còn 50 cái nha anh em nhanh tay thì còn nha. Chậm tay thì cũng còn nhưng mà chậm quá thì em bán luôn hết nha anh em. Đó, sớm giờ cũng có mười mấy anh em lên mười mấy đơn nha anh em, mới vừa lên clip đã lên mười mấy đơn ha. Đây. Hiện tại em đang có hai nhân viên đang cài điện thoại nha. Hai đó đang có hai nhân viên em đang chuẩn bị cài điện thoại ha. Cài điện thoại mở lên ha, kết nối wifi ha. Đó, anh em quan tâm thì liên hệ trực tiếp số điện thoại em nha, 0346854213, địa chỉ ở gần cầu Cái Gà, xã Long Thới, huyện Gia Lộc, tỉnh Bến Tre. Rồi, quay con này cho anh em mình tham khảo luôn nè. LG 43 inch, giá 3,200,000, bảo hành 1 tháng. Con này có chức năng là lên mạng wifi, có giọng nói tìm kiếm, kết nối Bluetooth, nhanh mượt đẹp ha.
giá 3.200.000. Đây, hình ảnh đẹp cực kỳ, 4K sắc nét nha anh em, lên mạng wifi nhanh mượt, kết nối bluetooth cho anh em mình karaoke ha, cái giọng nói tìm kiếm nha mình, tìm kiếm nhanh mượt ha. Rồi, Panasonic 4 bên wifi lên mạng ha. Con này không có giọng nói nha anh em, được cái màn hình nó đẹp nha, dòng Pana này màn hình đẹp cực kỳ sáng sắc nét ha. Wifi bảo hành 1 tháng. Con này là 3 triệu miễn ship nha anh em. Con này là không bớt nha. Rồi, cảm ơn anh em quan tâm theo dõi rất nhiều nha. Anh em mà nào mà có quan tâm mấy cái loa kẹo kéo nè thì liên hệ trực tiếp số điện thoại em ha, 0346854213, em tư vấn cũng như báo chi tiết tình trạng cho anh em mình tham khảo ha, cũng như cấu hình của em đó ha. Rồi, tivi thì siêu bự chà bá, giá rẻ thì hôm nay em còn mấy con nha. Đó, anh em mình tham khảo đi ha, em báo lại ha. Samsung 49 inch. Zin đẹp bảo hành 1 tháng giá 3.6 ha. Sony 50 inch 5.9, mới nguyên con. 55 inch LG màn hình zin đẹp bảo hành 1 tháng, có giọng nói bluetooth kết nối wifi lên mạng nhanh mượt, giá 4.8 ha. Con này em có hai con nha anh em, một là Samsung, hai là LG ha. Anh em muốn chơi dòng nào chơi ha, cái này LG nè, đằng kia thì Samsung cũng 4.8, zin đẹp bảo hành 1 tháng anh em nha. Anh em mình thích màu hiệu nào mình chơi hiệu đó, thích màu nào cho nó ha. Rồi, cảm ơn anh em quan tâm theo dõi rất nhiều nha. Chúc anh em mình một buổi tối thật vui vẻ, cô chú anh em mình gần xa thật nhiều sức khỏe nha. Đó, 55 inch Samsung siêu bự chà bá, giá có 2.8 nha. Anh em chơi được chơi nha. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Con này có wifi lên mạng, có giọng nói bluetooth luôn nha anh em. Đó. Anh em nào chơi được chơi nha. Rồi, cảm ơn anh em.